Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh thiết bị an ninh 24 giờ. Mến chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài cái camera iMount. Cái mã của nó là iMount COE2 nha các bạn. Đó, COE2. Cái con camera này rất là nhỏ, siêu cute nha các bạn, cực kỳ dễ thương nha. Con camera này nó không có xoay 360 độ như những cái dòng khác nha các bạn. Nhưng mà có một cái là nó linh hoạt, thể mình chỉnh góc đó nó dễ dàng các bạn. Đây nè, đó, thích hợp nè, xoay nè, mình xoay bằng tay nha các bạn. Vị trí đặt rất là tiện lợi nha. Thì khi lắp đặt á, các bạn có thể các bạn để trên bàn nè, nó sẽ quay. Hoặc là các bạn để trên tủ, trên kệ gì đó, để bất kỳ ở vị trí nào nó quay được hết nha các bạn. Còn các bạn không thể không thích đứng á, thì các bạn để lật ngược lại nè. Các bạn để trên trần nhà thì nó có cái đế đi kèm nè. Cái này nó hít nha các bạn, nó hít với cái chân của camera nè. Ví dụ như các bạn muốn lắp trên trần á thì nó có đi kèm cái bịch ốc vít theo nè. Các bạn tắt kê, các bạn bắt lên trần, sau đó các bạn bắt con ốc lên nè. Nó có hai cái lỗ bắt hàng ốc qua nè, các bạn treo lên trần nè. Xong rồi các bạn để camera nó hít lên nè các bạn. Đó, nó hít lên nè, rất là tiện lợi nha, dễ dàng lắp đặt nha các bạn. Thì các bạn quan sát kỹ một vòng nha các bạn. Ở mặt sau của camera nó có cái lo, hệ thống lo nó gắn đây các bạn, nó sẽ phát ra âm thanh. Âm thanh này đàm thoại hai chiều nha các bạn. Có nút reset nè, khi cần mặc định về nhận xuất mình ấn vào, mình giữ khoảng 7 giây 8 giây gì đó, nó kêu cái tút cái là mặc định về nhận xuất nha. Rồi bên hông của nó có cái khe cắm thẻ nhớ nè, thẻ nhớ các bạn gắn vào trong cái khe này nha. Bây giờ dùng móng tay á, bạn ấn vào nó nhả thẻ nhớ ra nè. Đó, để thẻ nhớ theo cái chiều này nè, đút vào, dùng móng tay đẩy vào là thẻ nhớ nằm đây nha các bạn. Đó, muốn lấy thẻ nhớ ra ấn vào nhả thẻ nhớ ra. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho cái con camera này nha các bạn. Ở mặt sau của nó có cái khe cắm nguồn nè, cắm nguồn nha. Khi các bạn cắm nguồn vô thì cái đèn đỏ nó sáng lên nè. Đợi tí xíu, đợi xíu nha các bạn, bắt đầu đèn xanh nó chớp 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 nha. Chú ý là con camera này nó cố định nha, nó không có quay 360 độ như những cái con camera khác nha các bạn. Bù lại cái góc quay của con camera này rất là rộng nha. Đó, bắt đầu nó chuyển sang trạng thái đèn xanh chớp 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 nè các bạn. Lúc này mình sẽ ở trạng thái sẵn sàng để cài đặt nha các bạn. Nhớ nha, đèn xanh nó chớp 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 chớp, lúc đó mới cài đặt mới được nha các bạn. Trường hợp mà nó không đèn xanh chớp 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 nè, mà nó đèn đỏ hoặc là trạng thái khác á, thì các bạn bấm nút reset, các bạn reset lại nha. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tải cái phần mềm về điện thoại và ép cái camera này vào trong điện thoại, xem trên điện thoại nha các bạn. Đó, các bạn mở. Đầu tiên các bạn tải cái phần mềm iMount Live về trên điện thoại nha các bạn. Đó, các bạn vào CH Play hoặc là App Store trình cài đặt các bạn tải về nha. Đây mình xài iPhone, mình vào trong App Store nha các bạn. Các bạn xài Samsung hoặc là Oppo á, các bạn vào trong CH Play nha. Ở mục tìm kiếm nè các bạn, các bạn gõ vào iMount nha các bạn. Đó, khi các bạn gõ vào iMount nó sẽ hiện ra cái tên là iMount Live. Click vào iMount Live nha. Đó, nó sẽ hiện lên cái chương trình iMount Live nè. Các bạn tải cái phần mềm này về nha các bạn. Ở đây mình đã tải về trên máy rồi nè. Đây bạn, mình đã tải về
iMount Light nằm trên máy nè. Sau khi tải về các bạn mở phần mềm lên nha. Rồi, chọn đăng ký nha các bạn. Đó, có nút đăng nhập đăng ký nè. Khi tải về sử dụng lần đầu mà chưa có tài khoản á, mình bấm đăng ký nha. Đó, nó hiện lên khu vực, bạn click vào khu vực nha. Trượt lên danh sách này, chọn Việt Nam nha. Chọn theo cái quốc gia mà mình đang cư trú nha các bạn. Rồi, check lên đây để xác nhận nè. Lưu. Đó, nó chọn Việt Nam rồi nè. Bấm cái mũi tên tiếp tục nè. Rồi, nhập số điện thoại vô nha các bạn. Số điện thoại của cái điện thoại này nè. Nhập vô đây nha. Số điện thoại mình là 0938687090. Mật khẩu. Mật khẩu của mình là mình sẽ đặt là 123ABC456 A lớn A móc. Đó, mình hiện mật khẩu lên nha các bạn. 123ABC456 A lớn A móc. Ở dưới đọc tương tự nha. 123ABC456 A lớn A móc. Đó, bạn nhìn cái mật khẩu bạn thấy nè. Mật khẩu nó lớn hơn 8 ký tự các bạn. Cái điều kiện mật khẩu dưới đây nè, phải lớn hơn, phải nhiều hơn 8 ký tự, có từ 8 đến 32 ký tự, để có chữ thường, chữ số, chữ hoa và ký tự đặc biệt. Chữ hoa mình đây là A lớn, ký tự đặc biệt là A móc. Đó, thỏ điều kiện của nó đưa ra nha các bạn. Xong. Rồi, sau khi nhập xong các bạn check ở dưới nè, tôi đã đọc và đồng ý. Rồi, bấm vào mũi tên. Rồi, nó hiện lên cái bảng này á, ghép hình thôi các bạn. Bạn dời qua để ghép cái hình này nó trùng khớp lại nè. Ghép đúng thì nó ok, ghép không đúng thì nó bắt mình ghép lại thôi nha. Đó, đúng rồi. Đó. Nó sẽ gửi một cái mã code nha, mã code, nhập cái mã code này vào nha bạn. Mã code đó nó gửi tin nhắn hoặc là nó hiện ở dưới đây nè, dưới chỗ bàn phím nè. Tin từ tin nhắn thì đây là 411971. Nhập cái số này vào cái ô tương ứng này nha. 411971. Rồi, tiếp theo bấm cái mũi tên. Đăng ký thành công, đăng ký nhận bản tin. Đó. Không phải bây giờ. Ok. Ok. Các bạn, vậy là cài đặt xong nha các bạn. Mình đã tạo tài khoản thành công rồi, bây giờ mình add cái camera vào trong điện thoại nha các bạn, ở trong phần mềm này nha. Các bạn thấy ở trên nó có cái dấu cộng nè, góc phải nè. Hoặc là ở giữa nó có dấu cộng vàng vàng nè, bạn click vào nha. Click vào. Đó, quét mã QR, mã QR này ở mặt sau của cái camera nha các bạn. Cái mã QR là chính là cái này nha các bạn. Nó in ở mặt sau của camera nè. Giờ để cái điện thoại vào quét thôi nha. Đó, các bạn đặt cái điện thoại vào, các bạn quét vào thôi nha các bạn. Đó, nó quét xong rồi nha. Kêu là quét mã QR code nha các bạn. Sau khi quét vào, bạn bấm tiếp theo nha. Tiếp theo. Rồi, tiếp theo luôn. Kết nối. Đợi nó xíu nha các bạn. Đang kết nối tới thiết bị phát sóng. Đó, chọn cái wifi để kết nối nha. Wifi ở nhà mình á, nếu ở nhà sử dụng cái wifi băng tần kép á, thì các bạn không chọn 5G nha. Chọn 2.4 thôi nha các bạn. Đó. Rồi, chọn wifi, nhập mật khẩu vô. Rồi, tiếp theo. Đó, bắt đầu nó sẽ đếm ngược từ 120 xuống tới 0 nha. Trong cái thời gian này nó sẽ kết nối cái camera đến wifi nha các bạn. Khi đó các bạn thấy cái đèn màu xanh xanh trên cái camera. Lúc nãy nó chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt. Bây giờ nó đứng im nè, nó xanh này nè. Thêm thiết bị thành công. Đã thêm vào thành công các bạn. Trường hợp thêm thất bại thì các bạn bắt lại, các bạn quét mã QR, các bạn làm lại bước này nha.
Rồi, trước khi bấm vào xong các bạn chọn một số bước nữa nè, nhà cửa trước, sân sau, nhà để xe vậy đó, chọn đại đi nha, mình chọn cửa trước nè. Rồi, quốc gia khu vực. Đó, mình chọn UTC cộng 7 nè. Ở Việt Nam nha các bạn, UTC cộng 7 nha. Đó, UTC cộng 7 nó ra Bangkok nè. Bangkok với Hà Nội, Jakarta là cùng múi giờ đó, UTC cộng 7. Ok. Rồi xong. I mau rotate basic. Xin chúc mừng. Sau nha, để sau nha. Không có kích hoạt nữa, để sau nha các bạn. Đó. Rồi. Đã cài thành công cái camera vào rồi nha các bạn. Giờ mở lên nha. Đó bạn. Đã cài đặt thành công rồi nha các bạn. Rất là ok nha các bạn. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách add cái camera iMount, cái mã nó là COE2 vào trong cái điện thoại thành công nha các bạn. Hy vọng video có thể giúp ích được tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video sự hữu ích, bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.